Đấy thì hôm nay thì có cái cô đấy, cô bảo cô mua như thế này, cô hỏi đến cái viên tảo này thì cô mới nói là nó cải thiện cho về cái phần u. Thì mình cũng nghĩ là mình cũng biết nó là cải thiện về phần u đó, chỉ có nhớ cái một câu là cái hôm ấy là người cái bác sĩ gì đó là uống, bác bác sĩ Phước Dầu đấy là uống tăng tảo lên đấy. Nếu những người mắc bệnh về u, u tử cung, u tuyến giáp hay là u xơ vú hay tất cả cả các cái vấn đề về u thì uống tăng cái tảo lên lên. Thì trong đó là khi khi họ u nói như thế thì khi lúc khi chị mới đợt này chị mới uống sang cái gel bách này này thì chị lại uống tăng thêm một cái viên này nữa, tức là một gói bách này và một cái viên này nữa. Còn trước kia thì chị cải thiện ngủ thì chị chỉ uống là omega 3 với lại canxi thôi chứ chưa dùng đến cái này. Mà thế đến lúc chị cải thiện được phần ngủ rồi thì chị bảo mà muốn nó điều hòa đều thì mỗi ngày chị làm cái này. Nhưng khi chị xem đến cái clip của bác sĩ Dầu Phước Dầu nói về cái phần cải thiện được u mà do cái tảo này này, thế thì chị mới lại bảo thôi thì bóc tăng cái này vì ông xã nhà mình cũng có những cái u nhỏ nhỏ bên người ấy. Thế còn mình thì cái phần lớn là nó nằm ở cái phần lách, là mình rất 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 tự ti và đi đâu nó không dám giơ tay. Giơ tay thì mặc áo kín, còn nếu áo sát lách là không dám giơ vì cái tội lúc nào nó cũng phải to gần bằng này luôn ở lách mình ấy, tức là lúc nào cũng nổi trội nên gần bằng này. Thì trước thì chị cũng có đi khám thì người ta chỉ bảo là cái này là u, gọi là u tuyến vú phụ, nó gọi như bác sĩ hốt ở Hà Nội ấy, là bác sĩ bảo là cái này là tuyến vú phụ chứ không phải là u á. Đấy vì mỗi tại vì mình cứ sinh lở lần nào thì nó tăng cái phần của kiểu ý nó của cái đường tuyến sữa ấy nó căng lên, thì cái ngực của mình thì nó không lở lên nhưng mà cái phần đấy thì nó lại tăng lên. Nhưng mà mình thì rất nhiều sữa thế nhưng mà nó ngực thì lại không to. Thế thì mình cũng cũng có cái lý giải là sao mình cũng không thấy căng ngực, đúng sao thì con này cũng bú không hết sữa. Thế nhưng mà đến lúc đi khám ra thì ông ấy nói là cái đấy nó là tuyến vú phụ. Nhưng khi mình sinh nở xong thì nó to đúng như này này, nó cứ to như này, nó cứ để lại ở trong người mình đấy. Mà mình nắm vào thì nó cứ nhỏ nhỏ như cái nhân lạc, to hơn cái nhân lạc, nó cứ tầm tầm như này, hơn một đốt ngón tay này này. Nó vùng quanh rất là nhiều luôn. Nó phải vài một nó khoảng chục viên, nó như một chùm chùm như này, nó kiểu như một chùm ấy. Mà mình cảm giác như là mình mổ con gà, con lợn, con gà nó ở trong cái ấy, hoặc cái hầu con lợn nên nó có những cái hạt, hạt 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 ở cổ ấy. Đấy thì mình cảm giác nó như thế. Thế thì hôm ấy mình có xem cái clip ấy thì mình mới bảo thôi cái tăng cái này lên. Nếu mà may mà nó trong tư tưởng thì bảo thôi, nếu may mà nó giảm được cái đấy thì mình cũng gọi là ok, đi đâu nó cũng đỡ. Đấy ví dụ thế. Nhưng mà đến lúc hôm nay đúng cái cô vào cô hỏi thì cũng lại nói chuyện đến đấy, thì tức là mình dạy cô cách để cô vào cái video cô xem. Thế này cô bảo ừ ta thấy uống, người ta bảo về cái tảo này hay lắm. Thế thì cô đang uống bộ omega 3 với canxi thì cô uống kèm được không? Thế thì mình bảo có cô ạ, uống kèm được, nếu uống được thì tốt quá. Xong cô cũng nói về cái phần, cô mới nhắc đến cái phần hình ảnh u, cái mẫu thi để yên cho kiểm chứng. Thế là mình mới sờ ngay vào lách, cổ sổ giật mình luôn, rồi ôi sung sướng vô cùng luôn. Có nghĩa là những trước kia nó to như thế thì đến bây giờ nó chỉ bằng nửa những cái viên viên tảo viên đấy này thôi này, nó rất là bé luôn. Mà mình giơ tay đến này thì mình thấy nó phẳng lì luôn rồi đây, mọi người đã nhìn đây đấy, giơ tay áo của mình lên là giờ nó phẳng rồi chứ nó không lù lên như một đống như ngày xưa nữa chị đấy. phải Thế cũng chị phải kéo cái áo ra mới thấy chứ. nhưng mà kéo nó thì ngại Ừ. đấy, có nghĩa là mình đọc kéo nó hơi ngại. Nhưng mà mình tiếc là cho hôm đấy là mình không chụp được, hôm đấy là mình không chụp ngay ban đầu cho mọi người nhìn thấy, Ok, mà đến bây giờ mình chỉ tiếc là như thế thôi. Nhưng mà đó là thực người thực việc thật, hay đúng thật vỡ quá. hòa suốt chiều này hôm nay. Mà mình bảo ôi giời ơi thì đúng thật, là sao mà mình cũng còn không cảm nhận được được bản thân mình, bởi vì mình không để ý luôn, tức là không để ý mà chỉ nghĩ là không nghĩ là nó nhanh đến mức độ thế thì mới Wow. uống cái này đây. Cái hộp bách này mới được còn bao nhiêu nhỉ, chắc là còn ba bốn Chưa gói hết nữa, một còn ba tháng gói nữa, rồi mới được có còn 18 ba ngày gói đúng nữa không? Wow, đây, còn ba gói nữa thì mua mới hết có 19 gói, có mới uống có 19 ngày đúng không, mười thế tám là một 19 mười ngày tám mười tám hai ba bảy mốt hai mốt rồi, đúng đúng rồi 18 ngày, Wow, mới có ok 18 ngày với nhưng 18 cái viên tảo này nữa, 18 cái viên tảo này kèm theo nữa. Lại lại giật mình hơn một cái nữa, lại ông xã nhà mình lại dùng màu này đúng không, hai vợ chồng dùng chô dùng cùng về hàng của tháng 7 vừa rồi, là hàng tháng 8 ở cuối tháng 7, cái này là mình lấy của cuối tháng 7. Thì ông xã nhà mình thì còn nhanh hơn đấy, chia sẻ mọi người này. Tức là cái hộp này đấy thì hôm trước là sáu biết tại vì đưa cho anh dùng nhưng mà anh lại không dùng dùng đúng ngày đủ ngày, và kiểu là ngày đi làm sớm thì lại quên. Thế thì trong đó là mình còn lấy tặng bạn anh ấy, hôm ấy anh ấy ho quá thế mình mới bảo là thôi anh cầm mấy cái viên này anh bóc
chủ yếu cái viên omega 3 ra để anh ngậm cho nó khỏi ho. Thì em ngậm nó khỏi ho rồi. Thế vừa nãy thấy, tại vì chiều nay chia sẻ, chiều nay thấy tên mình nó khỏi cái nách, thì anh ông xã này có cái đằng sau cái sườn, cái má sườn này có cái viên u, lúc ấy viên u nhưng tháng trước đấy, là nó khoảng, nếu mà mình cũng không chụp lại, tất cả là mình rất là dại vì mình không chụp lại, vì là khoảng, nếu tựa tựa như là mình cảm như là cái hạt mít ấy, mình ăn cái hạt mít mà nó rắn, rất là rắn. Nhưng mà đến bây giờ thì đây này, nó phải to đúng như thế này này, nó phồng lên khỏi lưng đấy, nó phồng lên khỏi lưng luôn đấy, cái sườn đấy. Thế nếu đi bây giờ mình mới thấy anh về thì vừa nãy mình nhìn, mình bảo anh quay cái lưng đấy em xem cái u của anh xem nó như thế nào, thì bây giờ nó lại xẹp bằng rồi mà nó vẫn còn, nhưng mà nó rất là mềm luôn đấy. Mà nhưng anh chỉ mới uống hết, nếu tính mới uống hết có 11 gói, chị vừa kiểm tra là mới hết có 11 gói, và trong cái đó cũng thêm một viên tạ.